Dạ. Nhì. Cái yêu mì ạ. Hôm nay được 5 điểm, giỏi rồi đó. Hai cây. Bỏ chiếc thác chán để sao cho được 5 điểm luôn. Rồi cô có la con không? Có chứ. Mò, mốt không có phá bạn nữa nghe chưa? Vậy là hư nghe chưa? Biết không? Cái giám đốc kinh làm nhảy và cũng đi thơ vẽ. Làm nhảy nè. À, vậy là muốn đi toilet hả? À. Dạ, xuống làm này nè, cái quai su bị dớp rồi làm nhảy nè. Có 4 cái tay coi. Xe qua sau lưng nhà mẹ coi coi. Cái gì? Cái nhớ đất. Con gứa đất kìa thì sao? Hả? Gứa đất kìa sao? Cứ đứng bóc đít hoài. Đi học bóc đít ta cười đó. À ơi, móc còn hửi nữa cái thằng này.